Thì đến bữa là có cơm phải không? Đạt ngày chủ yếu là lên trông thì thợ có làm nữa không phải không? Mình càng thêm việc mà. Mày quá. Nói thế là mấy bác lại về hết rồi. Thôi, bác hút thì em có hút thuốc đâu. Nhà một người nghiện thôi. Một người nghiện thôi là nhà đã đổ để bày ra rồi. Sơn Sĩ. Sơn Sĩ đi qua 2 ngày không phải rồi. Anh Việt Chắc ơi. Chắc kia bảo là nhờ không phải lúc đâu. Bây giờ nhờ một người mất lại lâu cơm nó khó lắm. Nó nhờ là ấy. Nhờ một thế. Không kịp cơ thì mình dồn chưa có đâu, thiếu đinh, theo người tiến đinh.